đầu máy tàu khách SE21 đã bị trật bánh khỏi đường ray đêm 15 tháng 3 sau khi va chạm với một xe đầu kéo cố băng qua đường ngang phòng vệ bằng biển báo tại km 1328 640 qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. May mắn, tài xế xe đầu kéo cùng toàn bộ nhân viên và hành khách trên tàu đều an toàn. Cái đường ngang này bị miết, thường bị lắm, vừa rồi cách đây cũng trước Tết là bị xe mang chết người ta. Thế nhưng, những hình ảnh này thường được bắt gặp tại các đường ngang giao với đường sắt, kể cả nơi có gác chắn. Tín hiệu báo tàu sắp đến đã được bật, cần chắn đã được đóng. Không ít người vẫn cố len lỏi vượt qua. Như chiếc ô tô này, bất đắc dĩ, nhân viên gác chắn phải mở cho qua vì tàu sắp đến. Người ta cũng nôn về, hoặc là người nó nôn đi làm. Có người thì cũng chấp hành nghiêm cái an toàn giao thông, và có người thì cũng cố len lỏi để mà đi qua đường ngang khi mà đường ngang đang đóng. Đường ngang có nhân viên gác chắn đã thế, nguy cơ xảy ra tai nạn tại các đường ngang có thiết bị cảnh báo tự động và phòng vệ bằng biển báo càng cao hơn khi người qua đường chủ quan. Bởi từ khi có tín hiệu đến lúc tàu đến, chỉ khoảng hơn một phút, xảy ra sự cố trong lúc băng qua đường sắt thì khó xử lý kịp. Trên hệ thống đường sắt Việt Nam, đường sắt thống nhất, thì có các cái loại hình phòng vệ là như vậy, là có chắn đường ngang có người gác, đường ngang cảnh báo tự động và đường ngang phòng vệ bằng biển báo. Thì việc chấp hành các cái tín hiệu, các hiệu lệnh ở tại các cái đường ngang là hết sức cần thiết để bảo đảm cái an toàn giao thông cho cái người tham gia giao thông khi đi ngang qua đường sắt. Các vụ tai nạn giao thông đường sắt thường gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải và ngành đường sắt đang từng bước hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn tại các đường ngang. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông khi qua các vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt.